Hiện nay, tại một số trường học xuất hiện tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của các em học sinh. Việc phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Cách đây không lâu, em Nguyễn Thành Tê, học sinh lớp 7B trường trung học cơ sở Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh của chính em dùng thử thuốc lá điện tử với làn khói trắng mờ ảo. Ngay sau đó, em đã được nhà trường và gia đình phát hiện, xử lý. Em xem những anh chị lớn tuổi hơn hút và nhả ra một làn khói trắng, em cảm thấy rất là thích thú. Lúc ấy hút rất là phê. Ban giám hiệu nhà trường kết hợp cùng với gia đình gọi em lên, sau đó chia sẻ tác hại của thuốc lá điện tử ra sao. Nhà trường cũng động viên và theo dõi xem em có thay đổi không, thì em đã có thay đổi rất là lớn. Em đã tránh xa được thuốc lá điện tử. Để giảm thiểu được cái việc là học sinh hút thuốc lá điện tử, nhà trường chúng tôi đã tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Hàng tháng thì chúng tôi đã thực hiện các cái chuyên đề về tuyên truyền tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng. Nói không với thuốc lá điện tử là nội dung thường xuyên được đưa vào các buổi sinh hoạt lớp và các tiết học ngoại khóa, trải nghiệm tại trường trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão thời gian qua. Để thu hút sự chú ý cũng như ghi nhớ của học sinh, ngoài phần hình ảnh minh họa, các giáo viên còn kết hợp trò chơi hoặc là câu hỏi trắc nghiệm. Tác hại thuốc lá điện tử rất là lớn, thì em mong các bạn học sinh đang sử dụng thì chúng ta sẽ dừng lại không sử dụng nữa, bởi vì thuốc lá điện tử rất độc hại và gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Ở đầu năm đấy thì các cô giáo chủ nhiệm cùng phối hợp có cho các em này ký cam kết là các em không sử dụng thuốc lá nói chung và đặc biệt là thuốc lá điện tử. Nhà trường thì chưa phát hiện ra em nào hút thuốc lá điện tử. Thời gian gần đây, không ít vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu vì sử dụng thuốc lá điện tử hoặc là đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng thuốc lá điện tử lại được giới trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh, coi là vật thể hiện sự chất chơi, thể hiện đẳng cấp của mình. Với tâm lý tuổi mới lớn muốn tìm hiểu khám phá những điều mới mẻ và thể hiện bản thân trước bạn bè, nên nhiều học sinh lén lút sử dụng thuốc lá điện tử. Nhiều bạn trẻ đang lầm tưởng thuốc lá điện tử vô hại, không gây nghiện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì trong thuốc lá điện tử thì có chứa thành phần nicotine. Và trong các gói thuốc lá điện tử thì chứa rất là nhiều các thành phần hóa học khác, cho nên là dễ gây đến cái tình trạng là ung thư. Đặc biệt nữa là cái thuốc lá điện tử này thì sẽ là gây ra cái tình trạng về lão bộ, làm suy giảm trí nhớ và giảm các cơ đoan thần kinh ở lão. Được biết thời gian tới, ngành chức năng sẽ thực hiện đánh giá tác động, ảnh hưởng của thuốc lá điện tử với sức khỏe của người dùng, nhất là thanh thiếu niên. Vì vậy mà phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh là điều rất quan trọng, để qua đó có sự giáo dục định hướng các em, giúp cho các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp. Thế nhưng hơn tất cả vẫn là ý thức của từng em học sinh.